bệnh nhân tiểu đường toàn thế giới đang mở tiệc ăn mừng chia tay căn bệnh quái ác nhờ loại lá dân dã chữa bệnh tiểu đường như một phép màu của Thượng Đế, mang lại hiệu quả vô cùng bất ngờ. 1. Khái niệm bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường, hay còn gọi là đái tháo đường, hay bệnh dư đường, là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa carbohydrate khi hormone insulin của tỳ trong cơ thể bị thiếu. Trong giai đoạn bệnh mới phát, bệnh nhân thường có dấu hiệu đi tiểu nhiều, tiểu ban đêm và do đó làm khát nước. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của nhiều bệnh hiểm nghèo và điển hình là bệnh tim mạch vành, tai biến mạch máu não, hoại thư, suy thận, liệt dương là bệnh tiểu đường. 2. Phương pháp chữa bệnh tiểu đường bằng lá dứa. Đây là một bài thuốc dân gian được nhiều người áp dụng. Lá dứa là một loại lá có mùi thơm thường được sử dụng như một thứ gia vị trong ẩm thực. Trong trường hợp dùng để chữa bệnh tiểu đường, cần làm theo các bước sau. Lá dứa mua về rửa sạch, phơi khô, nhưng chỉ phơi trong bóng mát và vẫn giữ được màu xanh. Mỗi lần bạn dùng chừng 10 lá dứa, lấy vào cắt nhỏ, cùng với 2,5 lít nước đun sôi, tới khi thấy còn khoảng 2 lít, và bạn uống trong vòng 1 ngày. Có thể uống thay nước lọc. Lưu ý, bạn nên uống trước các bữa ăn chừng 20 phút. Tác dụng hiệu quả, bạn có thể thấy được ngay trong một tuần đầu tiên. Bên cạnh đó cần kiêng cữ ăn uống, và điều quan trọng hơn đó là việc thường xuyên tập thể dục. Lưu ý khi áp dụng bài thuốc dùng lá dứa chữa bệnh tiểu đường, bạn nên ghi lại để theo dõi số lượng nước lá dứa mỗi lần uống và chú ý thường xuyên đo lượng đường trong giai đoạn mới uống. Điều đó giúp bạn có thể điều chỉnh số lượng nước lá dứa theo tình trạng bệnh của mình. Và cũng cần lưu ý không để lượng đường huyết xuống quá thấp, nhất là lúc bạn đang ngủ, đang tắm hay đang lái xe sẽ rất nguy hiểm. Bên cạnh chế độ ăn uống và vận động, khi áp dụng bài thuốc chữa bệnh tiểu đường bằng lá dứa, người bệnh phải kiên trì thực hiện thì mới thấy hết tác dụng trong việc giữ đường huyết ổn định và ngăn ngừa biến chứng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Có chết, những người này cũng không được ăn măng tươi. Măng tươi là thực phẩm được nhiều người ưa chuộng, nhưng không phải ai cũng có thể ăn. Theo New Medica, măng tươi chứa rất nhiều protein, chất béo, đường carotin và vitamin B, C và canxi phốt pho, chất xơ. Tuy nhiên, món ăn này không phải thích hợp cho tất cả mọi người. Các nhà khoa học khuyến cáo trẻ em và những người đang mắc một số căn bệnh sau cần cẩn trọng hoặc tránh dùng măng. Sỏi thận. Măng chứa nhiều axit azulic có thể dễ dàng kết hợp với canxi trong cơ thể, tạo thành axit azulic canxi dẫn đến sỏi thận đường tiết niệu. Do vậy, người bị sỏi thận không nên ăn nhiều măng tươi. Viêm loét dạ dày, tá tràng. Măng tươi giàu chất xơ. Theo đông y, loại thực phẩm này có tính hàn, khó tiêu hóa, nên những người mắc bệnh loét dạ dày và tráng tràng, viêm dạ dày, xơ gan, giãn tĩnh mạch thực quản không nên ăn nhiều để tránh làm cho tình trạng bệnh nặng thêm. Mẹo khử độc măng tươi. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng măng tươi, chúng ta có thể áp dụng những cách khử độc sau đây. Cách 1. Bóc hết bẹ lá, vỏ măng, rửa sạch đắt cát rồi tùy theo từng loại măng độc nhiều hay ít, măng thường hay măng đắng mà có cách xử lý khác nhau. Có thể cắt thành từng lát mỏng hoặc xé nhỏ thành sợi, đem ngâm vào nước sạch qua đêm cho bớt độc rồi rửa lại trước khi chế biến thành các món ăn. Cách 2. Măng tươi hái về bóc vỏ, bỏ vào nồi nước luộc, luộc đi luộc lại khoảng 2-3 lần, sau đó mang ra ngâm nước gạo trong vòng 2 ngày là ăn được. Thay nước gạo thường xuyên, 2 lần trên ngày, hạt luộc nhiều lần qua nước sôi rồi xả lại bằng nước sạch. Đến khi nào măng mềm, nghĩa là chất đắng cũng đi hết. Lúc đó mới đem chế biến món ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
nhựa quả sung, vị thuốc vô cùng quý không nhiều người biết. Nhựa sung là một vị thuốc rất quý, bởi rất sẵn trong đời sống, nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Sung là loại cây to, không có rễ phụ, lá hình mũi giáo, đầu lá nhọn, phía cuốn hơi tròn. Khi lá còn non, cả hai đều phủ lông. Khi già, lá trồng cứng phiến lá nguyên, hạt hơi có răng thưa, dài 8-20cm, rộng 4-8cm. Lá sung thường bị sâu ký sinh gây ra, là những mụn nhỏ gọi là vú sung. Quả sung thuộc loại quả giả, do đế hoa tự tạo thành. Quả giả mọc từng nhóm trên thân cây và trên những cành to không mang lá. Khi chín có màu đỏ nâu, hình lê, mặt quả phủ lông mịn, cuốn rất ngắn. Trong dân gian, lá sung non thường dùng để ăn kèm với những món cần vị chát như nem, chảo. Quả sung cũng dùng để ăn. Có một điều ít người biết là người dân xưa thường dùng nhựa sung để làm thuốc. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia y học cổ truyền, nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi nó rất sẵn trong đời sống, nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Muốn lấy nhựa sung, người ta băm thân cây, hứng lấy nhựa. Trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc nam của cố giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi có ghi lại công dụng của nhựa sung là để chữa các bệnh nhức đầu và bệnh ngoài da như chốc, nhọt, sưng đau, tụ máu. Cụ thể các bài thuốc như sau: chữa mụn nhọt bắp chuối, sưng vú. Rửa sạch mụn nhọt, lau khô nước. Nhựa sung hứng độ một chén hay hơn, bôi trực tiếp vào chỗ đau. Sưng đỏ đến đâu, bôi đến đó. Bôi nhiều lần một lúc. Để tránh bôi nhiều, có thể trộn nhựa sung với lá non, giã nát rồi đắp lên chỗ đau. Nếu mụn chưa có mủ thì đắp kín. Nếu vừa mủ rồi thì đắp để hở một chỗ bằng hạt ngô. Khi đã có mủ, muốn lấy ngoài ra thì giã thêm củ hành với nhựa và lá sung rồi đắp lên trên để mở miệng. Nếu sưng vú, đắp hở đầu vú. Khi ngã bị xây xát, đắp thuốc phải chừa chỗ xây xát mà chỉ đắp nơi sưng đỏ hoặc tím. Thường chỉ 2-3 ngày là thấy kết quả. Chữa nhức đầu. Nhựa sung phết lên giấy bản, dán vào hai bên thái dương. Có trường hợp người ta dùng trong chữa tê liệt. Có khi dùng phối hợp bên ngoài với ăn lá non, hoặc uống nhựa sung với 5ml hòa với nước lã đun sôi để nguội trước khi đi ngủ. Chữa hen. Nhựa sung hòa với mật ong uống trước khi đi ngủ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Trị rụng tóc bằng nha đam, giúp tóc chắc khỏe ngay tại nhà. Rụng tóc tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng lại gây tâm lý thiếu tự tin, ngại giao tiếp của người bệnh với bề ngoài. Tuy nhiên, ít ai biết được bí quyết trị rụng tóc bằng nha đam, chỉ cần kiên trì. Kết quả mang lại khiến bạn hoàn toàn bất ngờ. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách trị rụng tóc bằng nha đam. Tác dụng trị rụng tóc của nha đam. Theo truyền thuyết Ai Cập, nữ hoàng Cleopatra đã sử dụng nha đam để tạo ra một làn da mịn màng, tươi tắn. Còn đại đế Hy Lạp Alexandros đã dùng nha đam để chữa vết thương cho binh lính của mình trong những cuộc viễn chinh. Những dòng chữ tượng hình và những hình vẽ còn lưu lại trên những bức tường ở những đền đài Ai Cập cho thấy cây nha đam đã được biết đến và sử dụng cách đây hơn 3.000 năm. Nha đam có rất nhiều vitamin với hàm lượng cao. Hầu hết các loại vitamin đều có trừ vitamin D. Đặc biệt, hàm lượng vitamin A, D, carotin, C và E đều cao. Một hàm lượng nhỏ vitamin B1, B2, B3, B12. Các vitamin có tác dụng thúc đẩy các nang tóc phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh. Axit salicylic có trong lá nha đam là một hợp chất tương tự aspirin. Nó có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa các bệnh về da đầu như viêm căng tóc, trị gầu hiệu quả. Chính vì vậy, nha đam không chỉ được dùng để trị rụng tóc mà còn giúp tóc mềm mượt khỏe mạnh, đồng thời ứng dụng làm đẹp da hiệu quả. Bí kíp trị rụng tóc bằng nha đam. Trị rụng tóc bằng nha đam và mật ong. Nha đam kết hợp với mật ong
là cách trị rụng tóc được nhiều người áp dụng bởi tác dụng kép, ngăn rụng tóc và trị tóc sơ rối, gãy rụng. Cách trị rụng tóc bằng nha đam và mật ong được thực hiện như sau. Dùng dao tách đôi lá nha đam để lấy thịt nha đam, sau đó ép lấy nước cốt nha đam. Trộn đều nước nha đam với 2 thìa mật ong nguyên chất. Sau khi gội đầu và làm khô tóc, bạn dùng hỗn hợp nước ép nha đam và mật ong thoa đều lên da đầu và cả tóc. Massage da đầu nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm đều. Sau khoảng 20 phút thì gội lại bằng nước lạnh. Thực hiện 2-3 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả tốt nhất. Dùng gel nha đam trị rụng tóc. Các nhà khoa học cho biết, gel nha đam tươi khi chà lên da đầu có tác dụng kích thích về mặt sinh học, giúp tóc mới mau phát triển. Do đó, nhiều người đã dùng gel nha đam nguyên chất để chữa rụng tóc tại nhà. Bạn lựa chọn một lá nha đam thật to, rửa sạch, dọc hai bên lá rồi lấy thìa cạo lớp gel nha đam bên trong, bôi lên vùng da đầu bị hói. Để một lúc cho khô rồi gội sạch. Bạn sử dụng thường xuyên từ 2-3 lần trên một tuần. Trong một thời gian sẽ cảm nhận được kết quả, bởi nó không chỉ giúp những vùng bị hói nhanh chóng mọc tóc lại mà còn giúp tóc khỏe mạnh, mượt mà hơn. Trị rụng tóc bằng nha đam và chanh. Chanh kết hợp với nha đam không chỉ trị rụng tóc hiệu quả mà còn có tác dụng làm sạch da đầu, ngăn ngừa gầu. Axit tự nhiên trong nước cốt chanh giúp diệt khuẩn kháng viêm, ngăn ngừa các bệnh về da. Cách thực hiện như sau. Tách bỏ lớp vỏ xanh rồi xay nhuyễn thịt nha đam và lọc lấy nước cốt. Trộn đều nước cốt nha đam với nước cốt của một quả chanh tươi. Sau khi gội đầu và làm khô tóc khi tóc còn độ ẩm, bạn hãy dùng hỗn hợp nước nha đam và nước cốt chanh thoa đều lên tóc và da đầu. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu đều vào nang tóc. Sau khoảng 15 phút thì gội lại bằng nước sạch. Thực hiện đều đặn 2-3 lần mỗi tuần để có hiệu quả tốt nhất. Trị rụng tóc bằng nha đam và dầu dừa. Nha đam và dầu dừa đều là hai nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em lựa chọn và sử dụng. Nha đam và dầu dừa cung cấp các dưỡng chất cho tóc, giúp tóc mọc trở lại nhanh chóng khỏe mạnh. Cung cấp độ ẩm cho tóc, giúp tóc không còn khô và sơ. Dùng gel nha đam trộn với một lượng dầu dừa vừa đủ. Sau khi gội đầu và làm khô tóc, bạn dùng hỗn hợp gel nha đam và dầu dừa massage tóc và da đầu. Sau khoảng 20 phút thì gội lại bằng nước ấm để loại bỏ dầu thừa. Thực hiện đều đặn 2-3 lần mỗi tuần, tình trạng rụng tóc sẽ được giảm bớt đáng kể đấy. Trên đây là phương pháp tự nhiên giới thiệu tới bạn với hiệu quả một thời gian nhất định. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bảy lý do bạn nên uống nước chanh mỗi ngày. Các hàng quán luôn sẵn sàng phục vụ nước chanh cho khách. Một số người thường bắt đầu ngày mới bằng ly nước chanh. Đây thực ra là một loại đồ uống giải khát tuyệt vời khi trời nắng nóng. Không chỉ dễ uống mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe của nước chanh. Hy vọng rằng sau bài viết này bạn sẽ có câu trả lời của riêng mình. 1. Cung cấp nước cho cơ thể. Nước chiếm đến hơn 70% trọng lượng cơ thể. Đây là thành phần quan trọng của mọi sinh vật trên hành tinh. Bổ sung đầy đủ nước sẽ giúp cơ thể bạn luôn tràn trề sức sống. Và dĩ nhiên, nếu thêm vị chanh vào ly nước sẽ khiến bạn uống được nhiều hơn và cơ thể không bị nguy cơ thiếu nước. 2. Nguồn cung cấp vitamin C. Chanh thuộc giống cây họ cam quýt, vốn chứa hàm lượng vitamin C cao. Chanh là nguồn cung cấp vitamin C tốt. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thì 1/4 cốc nước ép chanh tươi cung cấp hơn 30% lượng vitamin C khuyến cáo hàng ngày. Vitamin C là một chất chống oxy hóa, chủ yếu giúp bảo vệ các tế bào khỏi sự tổn thương do các gốc tự do gây nên. Trong các nghiên cứu, vitamin C được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ, cũng như làm hạ huyết áp. Nghiên cứu đăng trên Scopus cho thấy những người có lượng vitamin C thấp, đặc biệt là đàn ông béo phì, cao huyết áp thì có nguy cơ mắc đột quỵ cao hơn. Một số chuyên gia cho rằng vitamin C cũng giúp phòng ngừa và làm giảm thời gian mắc bệnh cúm ở một số người.
3. Cải thiện làn da. Vitamin C trong chanh có thể giúp làm giảm sự hình thành các nếp nhăn. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ kết luận, những người tiêu thụ nhiều vitamin C hơn thì ít có nguy cơ bị da khô và nhăn. Uống nhiều nước giúp cải thiện làn da cũng là một kiến thức phổ biến. Nếu làn da mất đi độ ẩm thì sẽ bị khô, có xu hướng nhăn nheo. Các chuyên gia khuyên bạn nên uống 8 ly nước mỗi ngày để giúp giải khát cơ thể và làn da khỏi các độc tố. 4. Giúp giảm cân. Một nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa tìm thấy trong chanh làm giảm đáng kể sự tăng cân do chế độ ăn giàu chất béo ở chuột. Bên cạnh đó, sự kháng insulin cũng được cải thiện. Dù kết quả tương tự cần được chứng minh trên người, nhưng trên thực tế, có nhiều người cho biết uống nước chanh giúp họ giảm cân. 5. Hỗ trợ tiêu hóa. Một số người uống nước chanh như một loại thuốc nhuận tràng vào mỗi buổi sáng để ngăn ngừa táo bón. Thực vậy, uống nước chanh ấm hoặc nóng khi thức dậy có thể hỗ trợ tiêu hóa. Y học cổ truyền Ấn Độ tin rằng vị chua của chanh làm kích thích Agni. Một Agni khỏe mạnh sẽ khởi động hệ tiêu hóa mạnh mẽ. Nhờ đó, thức ăn được tiêu hóa dễ dàng và giúp ngăn ngừa sự tích lũy các chất độc. 6. Hơi thở thơm mát. Bạn đã từng dùng chanh sắc lên tay để tẩy đi mùi hôi khó chịu. Trên thực tế, trái chanh được cho là có tác dụng khử mùi. Đặc biệt, bạn có thể áp dụng biện pháp khử mùi này khi ăn các thực phẩm nặng mùi như tỏi, hành, cá. Hãy giữ cho hơi thở thơm mát bằng cách uống một ly nước chanh sau bữa ăn và khi thức dậy. Chanh cũng kích thích tiết nước bọt và nước giúp ngăn ngừa khô miệng, vốn dẫn đến hơi thở hôi do sự quá phát vi khuẩn. 7. Ngăn ngừa hình thành sỏi. Chất axit citric trong chanh có thể ngăn ngừa hình thành sỏi canxi. Trang UW khuyến cáo tăng lượng axit citric tiêu thụ để giảm nguy cơ hình thành sỏi canxi mới. Uống nước chanh không chỉ giúp bạn bổ sung thêm axit citric mà còn cung cấp nước, vốn cũng ngăn ngừa sự tạo sỏi. Cách pha nước chanh. Để tận hưởng những lợi ích tuyệt vời từ nước chanh, bạn cần phải uống thường xuyên. Khi pha nước chanh, bạn luôn cần nhớ rằng phải sử dụng chanh tươi. Vắt nửa quả chanh vào khoảng 250ml nước đã đun sôi, nước ấm hoặc nước lạnh. Bạn có thể sáng tạo thêm mùi vị cho cốc nước chanh bằng cách sử dụng một thìa mật ong, một lát gừng tươi, một chút quế hoặc là một nhánh bạc hà. Một vài lát cam hay dưa chuột vào ly nước chanh cũng là một ý tưởng hay. Hãy bắt đầu buổi sáng bằng ly nước chanh ấm và pha một chai nước chanh để trong ngăn mát của tủ lạnh rồi dùng cho cả ngày. Tác dụng phụ của nước chanh. Nước chanh nhìn chung là an toàn khi uống, nhưng cũng có một vài tác dụng phụ có thể xảy ra mà bạn cần biết. Chanh chứa axit citric có thể ăn mòn men răng. Để hạn chế nguy cơ này, hãy uống nước chanh qua ống hút và súc miệng sau khi uống. Đồng thời, axit citric cũng có thể kích thích gây ửa nóng ở một số người. Tuy nhiên, một số người có thể cảm thấy giảm nhẹ ửa nóng vì chanh trở nên kiềm tính khi ở trong đường tiêu hóa. Nếu chanh làm nặng thêm tình trạng ửa nóng thì bạn cần tránh thức uống này. Một số người cũng báo lại rằng họ thường xuyên phải vào nhà vệ sinh hơn khi uống nước chanh. Đó là do nước chanh cũng là đồ uống lợi tiểu, tức là làm tăng sản xuất nước tiểu. Nguyên nhân có thể là do tác dụng của chanh hoặc là do bạn uống nhiều nước. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tàn phế vì viêm khớp thấp. Chủ quan trước các hiện tượng vặt vãnh như đau nhức, sưng tấy ở các đầu ngón tay, ngón chân có thể khiến bạn trở thành tàn phế. Hậu quả của chủ quan. Chị Trần Thị Lý, 45 tuổi ở 55/127 Trần Huy Liệu, Hà Nội, bị đau khớp ngón tay gần một tháng nay nên chị tích cực uống thuốc giảm đau, xoa dầu, bóp mạch gấu, nhưng các triệu chứng vẫn không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Đến khi thấy khó cử động, chị mới vào bệnh viện khám. Bác sĩ cho biết chị đã bị viêm khớp ở giai đoạn muộn và nguy cơ tàn phế là rất cao vì xương đã bị ăn mòn. Còn anh Trần Văn Hùng,
ở Phủ Lý Hà Nam đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Khi các ngón tay đã khó cử động, có cảm giác bị tê ở các đầu ngón tay, co duỗi khó khăn. Sau khi tiến hành các xét nghiệm chụp chiếu, bác sĩ kết luận phần sụn khớp xương tay của anh Hùng đã bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn tới tình trạng bị tê tay, khó cử động, không điều trị kịp thời, nguy cơ tàn phế là rất cao. Ở Việt Nam, có khoảng 700 đến 800 ca mắc bệnh viêm khớp thấp mỗi năm. Trong đó, 80% là nữ giới ở độ tuổi từ 30 trở lên. Sau 5 năm mắc bệnh, thì chỉ 40% bệnh nhân còn chức năng bình thường, 16% bị mất chức năng nghiêm trọng. Những người mắc bệnh trên 10 năm thì 40 đến 60% mất khả năng làm việc. Bác sĩ Hoàng Văn Dũng, khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, viêm thấp khớp là bệnh không gây tử vong, nhưng lại gây tàn phế rất cao, làm giảm sút khả năng lao động, gây áp lực tinh thần rất lớn lên người bệnh. Nguyên nhân là do quá trình ủ bệnh khá dài, các khớp ngoại biên bị màng dịch ăn mòn theo xu hướng tăng dần, khiến các khớp sụn bị tổn thương, các khớp xương dần dần biến mất do quá trình oxy hóa màng dịch. Các khớp khó hoạt động, kèm theo cảm giác tê cứng, đau nhức. Các cơn đau thường diễn ra vào nửa đêm và gần sáng. Nhiều bệnh nhân thường chủ quan cho rằng đó là dấu hiệu bình thường của tuổi già, nên chỉ xoa bóp mặt gấu, cao hữu cốt hoặc uống thuốc giảm đau thông thường. Chính sự chủ quan của người bệnh khiến cho bệnh tình ngày càng nặng hơn, nguy cơ tàn phế tăng cao. Phát hiện sớm, cơ hội nhiều. Viêm khớp thấp là một bệnh khó điều trị và chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh, vì đây là quá trình lão hóa xương từ từ. Có nhiều giả thiết cho rằng bệnh này do virus, vi khuẩn. Người bệnh phần lớn là phụ nữ từ 30 trở lên. Nguy cơ tai biến của bệnh này là rất cao. Vì vậy, việc phát hiện bệnh sớm sẽ giúp cho quá trình điều trị dễ dàng, triệt để hơn. Bệnh viêm khớp cấp tính tiến triển và bộc lộ rõ triệu chứng vào những khi thời tiết giao mùa, đặc biệt là cuối thu đầu đông. Vì giai đoạn này, khí hậu trở nên lạnh giá, các cơn gió mùa đông bắc kéo về, khiến cho người mắc bệnh thường cảm thấy trong người đau nhức xương khớp, đầu các ngón tay tê mỏi như có kim châm, phần cổ tay, khớp gối, bàn chân, cột sống cổ thường đau khi thay đổi tư thế đột ngột, gặp khó khăn khi làm việc với tư thế cúi, ngồi lâu một chỗ. Ngoài ra, người bệnh còn có những triệu chứng khác như sốt cao về đêm, gần sáng, kèm theo chứng ho khan, người gầy sút, mệt mỏi, thiếu máu. Nhiều người còn bị ảnh hưởng chức năng tim mạch, dẫn tới các triệu chứng như tim đập nhanh hơn bình thường hay hồi hộp, ra mồ hôi trộm, đêm ngủ thường lo lắng, giật mình. Đẩy lùi mầm họa. Hiện nay, nền y học vẫn chưa có phương pháp điều trị bệnh viêm khớp thấp một cách triệt để, mà chỉ có thể điều trị để cho bệnh không tăng lên, giảm đau, giảm các triệu chứng khó chịu, ngăn ngừa các biến dạng và giữ gìn các chức năng bình thường của khớp, cải thiện khả năng hoạt động bình thường cho bệnh nhân. Các thuốc có tác dụng ổn định bệnh như silopapomide, methotrexate, các loại thuốc giảm đau, nâng cao thể trạng, thường phải dùng trong thời gian dài, vì thế cần phải có sự điều chỉnh cho phù hợp, cần đặc biệt cẩn trọng và không nên lạm dụng các thuốc có corticoid, vì nó có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như gây tổn thương gan, dạ dày, tá tràng, tăng huyết áp, suy thận. Người bệnh cũng nên phối hợp giữa việc dùng thuốc và luyện tập, châm cứu, xoa bóp để khớp được vận động linh hoạt, những bài vận động nhẹ nhàng với cường độ luyện tập vừa phải để tránh nguy cơ gây tổn thương khớp. Như đi bộ nhanh, yoga sẽ giúp tăng cường sức bền và độ dẻo dai. Với những bệnh nhân nặng nên có chế độ điều trị đặc biệt hoặc tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định phẫu thuật, đặc biệt với người cao tuổi, người có sức đề kháng kém vì có thể có biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, người bệnh nên tránh làm việc với các tư thế xấu, làm ảnh hưởng tới khung xương giá đỡ. Tăng cường ăn hải sản để tăng cường omega 3, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giúp chống viêm, giảm đi các triệu chứng làm đau khớp. Các nhà khoa học đã chứng minh, nếu bệnh nhân ăn từ 2 đến 5 gram trên một ngày, axit omega 3 sẽ giảm hẳn cảm giác đau nhức, đẩy lùi bệnh tật. Người bệnh cũng nên bổ sung thêm 1 đến 3 gram omega 6, có tác dụng ức chế sự sản sinh ra chất gây viêm. Omega 6 có nhiều trong thịt động vật và hầu hết các loại dầu thực vật. Các loại vitamin C, D, E cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại quá trình oxy hóa của cơ thể, nên đừng bao giờ quên hoa quả và rau xanh trong bữa cơm gia đình. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên.
hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mang mề gà bổ hơn đông trùng hạ thảo. Mang mề gà là vị thuốc quý trong đông y, chữa trị sỏi thận rất hiệu quả. Rất nhiều bạn trẻ thích ăn mề gà nhưng lại không biết trong mề gà còn có báu vật. Trong quá trình làm gà, bên trong mề gà có một lớp vỏ màu vàng phải lột ra, mà chính cái lớp này lại là báu vật đừng vội vứt đi. Lớp này được gọi là mang mề gà hay kê nội kim. Người xưa đều biết rằng nó có công dụng hỗ trợ tốt cho việc tiêu hóa. Thực ra, công dụng mà mang mề gà không chỉ đơn giản là giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa. Nó là một vị thuốc đông y, cũng là sản phẩm bảo vệ sức khỏe thường ngày rất tốt. Hơn nữa, lại có rất nhiều tác dụng mà trong mỗi nhà nên chuẩn bị sẵn. Chỉ cần nghe cái tên kê nội kim là đã biết người xưa coi trọng nó đến mức nào. Coi nó là hoàng kim, vàng trong toàn bộ cơ thể con gà. Nó thực sự không hề hổ danh với cái tên rất đẹp này. 1. Kê nội kim là thuốc đặc hiệu cho điều trị tích thực. Gà là động vật ăn tạp, nó ăn ngũ cốc, cả hạt, ăn cả con trùng. Nhưng gà không có răng, ăn cái gì cũng đều là nuốt chửng. Toàn bộ đều do dạ dày tiêu hóa. Có thể thấy bộ phận tiêu hóa của gà rất khỏe mạnh. Cho nên ăn gà rất bổ cho tỳ vị. Gà có hai phần dạ dày, thứ nhất là tiền vị, thứ hai là mề. Gà không có răng nên khi ăn đá sỏi, tất cả đều được chứa ở trong dèo của gà. Thông qua quá trình cọ xát của màng mề gà và đá sỏi, cuối cùng hòn lại là những thức ăn đã được bào nghiền rất nhỏ. Màng mề gà tiêu hóa được những thức ăn cứng, cho nên nó rất có hiệu quả cho việc điều trị chứng tích thực, thức ăn tích tụ khó tiêu. 2. Màng mề gà có thể điều tiết tất cả các vấn đề về mật. Màng mề gà còn có tác dụng lớn hơn, đó là làm tan sỏi thận. Ngay cả đá cũng có thể mài mòn thì chắc chắn nó có công hiệu tiêu tan sỏi thận rất tốt. Giống như những bệnh nhân mắc bệnh sỏi ở mật, sỏi thận, sỏi ở bàng quang, thường xuyên ăn màng mề gà rất tốt cho việc trị liệu. Kê nội kim là vị thuốc không thể thiếu trong việc chữa trị chứng sỏi gan của đông y. Gan và mật là hai bộ phận thường chăm sóc lẫn nhau, và chỉ cần giữ có một lá gan và lá lách khỏe mạnh thì mới có điều kiện giải quyết các vấn đề về mật. Mà kê nội kim thông qua chính việc điều dưỡng gan và lá lách khỏe mạnh mới có thể cải thiện chức năng của mật. 3. Mùa xuân ăn màng mề gà bổ gan và lá lách. Thực chất người bình thường cũng có thể thi thoảng ăn một chút màng mề gà, có tác dụng tăng cường sức khỏe, tốt cho lá lách, dạ dày, điều hòa gan, còn có thể phòng ngừa sỏi thận. Màng mề gà đặc biệt hiệu quả trong việc làm mềm các vật thể, bao gồm thức ăn, sỏi thận, thậm chí cả một vài bộ phận mô cứng trong cơ thể. Ví dụ như hạch do tuyến sữa tạo nên, u bướu, xơ gan. Việc thường ăn màng mề gà có tác dụng rất tốt trong việc phòng tránh các loại bệnh nói trên. Vậy phải ăn như thế nào? Màng mề gà được mua tại tiệm thuốc đều đã được cắt nhỏ thành miếng. Nếu là do nhà tự làm thì có thể đem nghiền thành bột. Màng mề gà thực ra khó có thể nghiền nát, nó rất cứng, không thể ăn sống mà cần phải nấu cùng thức ăn để ăn với cơm. Lúc nấu cơm, bạn có thể bỏ một chút màng mề gà vào nấu cùng. Ví dụ bỏ vào nồi cháo nấu cho bữa sáng. Hiện có máy xay nên sẽ thuận tiện hơn. Trong lúc xay cháo cho thêm một chút mề gà là được. Cần phải chú ý là màng mề gà không tan được trong nước mà nó sẽ chìm xuống đáy. Vì vậy, khi uống canh hay nấu cháo, cần phải múc từ dưới lên mới có thể thay nó. Với những người không có điều kiện nấu ăn ở nhà thì có thể dùng máy nghiền thuốc đông y và dùng thìa nhỏ, sau đó đựng vào bình. Mỗi ngày khi ăn cơm, lấy ra nửa thìa để ăn. Màng mề gà có tác dụng rất tốt cho gan và lá lách. Vì vậy, nếu bạn mỗi ngày không nhớ nấu đến nó thì đến mùa xuân nên chịu khó ăn một chút. Vì mùa xuân là thời điểm thích hợp nhất để điều hòa gan và lá lách. 4. Chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Ăn màng mề gà hấp trứng.
Gia đình có con nhỏ trong nhà nên có màng mì gà, thường xuyên cho trẻ ăn bổ la lách và có tác dụng tiêu hóa tốt, giúp cho trẻ ăn. Nếu nấu canh thì thường trẻ sẽ không ăn, có thể hấp màng mì gà với trứng, không chỉ ngon mà còn đem lại hiệu quả tốt hơn trong việc bổ la lách. Trứng hấp rất dễ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già, trẻ nhỏ và những người dạ dày yếu. Cách hấp mì gà với trứng không khác với hấp trứng thông thường là mấy. Cách làm: 1. Đánh tan trứng, đánh càng đều càng tốt. 2. Cho vào trứng đã đánh một lượng cháo gấp đôi, thêm chút dầu vừng muối và một thìa màng mì gà. Cho nguyên liệu vào nồi, đun vừa lửa. Sau khi sôi nước, để chờ thêm 35 phút sau tắt bếp là xong. Dạ dày trẻ nhỏ còn non, những đồ mà trẻ em ngày nay ăn thường nhiều dinh dưỡng, khó tiêu hóa. Vì vậy, điều hòa khả năng tiêu hóa cho trẻ là một bài học cần thiết của các bậc phụ huynh tiêu hóa tốt. Trẻ hấp thụ tốt mới lớn lên một cách rắn chắc, thông minh. Món ăn này cả nhà có thể cùng ăn. Trẻ em ăn thường xuyên vừa có tác dụng tốt cho tiêu hóa, vừa giảm tình trạng đái dầm. Nam giới ăn nhiều giảm mỡ gan, nữ giới ăn nhiều có tác dụng điều hòa kinh nguyệt, người già ăn nhiều có tác dụng phòng tránh đục thủy tinh thể. Màng mì gà giúp tiêu hóa thức ăn rất tốt, lại không hại dạ dày, thậm chí còn có tác dụng rất tốt trong việc điều hòa dạ dày, bệnh loét dạ dày. Màng mì gà thực sự rất tốt, không hổ danh hoàng kim, hơn nữa giá cả lại rất phải chăng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đã có lời giải cho câu hỏi ăn quả trứng cá có lợi hay có hại. Nhiều người nhìn thấy những quả trứng cá chín đỏ mọng và ngọt liệm đều muốn cho ngay vào miệng, nhưng lại chần chừ vì không biết nó có lợi hay hại cho sức khỏe. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh quả trứng cá dọc các con phố phường. Quả trứng cá đỏ mọng, có hương vị ngọt mát, chắc chắn làm hài lòng nhiều người, nhất là con trẻ. Thế nhưng, nhiều người e ngại về tác dụng của nó đối với sức khỏe. Có người cho rằng tốt, người khác lại phủ nhận là không tốt. Vậy rốt cuộc, chúng ta có nên ăn thứ quả này hay không? Với những ai chưa từng tìm hiểu kỹ về cây trứng cá, thì cây trứng cá hay còn gọi là mật sâm, có danh pháp hai phần là Mutinja calabura. Loài cây này có đặc trưng, đó là có thể phát triển tốt trên đất nghèo dinh dưỡng, có khả năng chịu được các điều kiện chua mặn và khô hạn. Cây trứng cá có nguồn gốc ở miền Nam Mexico, Caribe, Trung Mỹ và miền Tây Nam Mỹ, phía nam của Peru và Bolivia. Thế nhưng, giờ đây, loài cây này phát triển không chỉ ở khu vực nguồn gốc bản địa, chúng còn mọc ở một số khu vực khác thuộc vùng nhiệt đới, trong đó có vùng Đông Nam Á. Có người sẽ thắc mắc, vì sao chúng lại có tên là quả trứng cá? Câu trả lời là, quả trứng cá khi chín mọng có thể ăn được, có vị ngọt, mọng nước, và bên trong chứa nhiều hạt nhỏ, màu vàng trông giống như trứng cá. Có khá nhiều trẻ con cũng như người lớn dường như yêu thích loại quả này. Ngoài vị ngọt, chúng còn có vị béo ngậy giống như bơ và vị thơm đặc trưng. Trên thế giới, loại cây này cũng được ưa chuộng. Tại Mexico, quả trứng cá còn được thu hoạch để ăn và bán ngoài chợ. Quả có thể chế biến thành mứt và lá có thể sử dụng như một loại chè. Tại Brazil, người ta trồng nhiều cây này ven bờ sông. Quả rụng từ cây thu hút các loài cá, để sau đó người ta đánh bắt chúng. Một chút thông tin trên đây phần nào cũng lý giải cho câu hỏi ăn quả trứng cá có lợi hay có hại. Thật vậy, giờ đây chúng ta không còn băn khoăn hay lo lắng thêm nữa, bởi vì trên thực tế quả trứng cá mang tới khá nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe. 1. Quả trứng cá giúp cơ thể kháng vi khuẩn. Theo kiến thức y khoa, cơ thể của chúng ta vốn đã có sức đề kháng và cơ chế tự chống lại vi khuẩn và các yếu tố xâm nhập bên ngoài. Tuy vậy, đôi khi nó cũng cần sự trợ giúp từ nguồn dinh dưỡng hay thức ăn chúng ta nạp vào cơ thể. Chúng ta có thể bổ sung quả trứng cá, bởi vì đây là một trong những loại quả giúp cơ thể kháng khuẩn. Một khám phá thú vị
đó là hàm lượng khoáng khuẩn có trong loại quả này tương đương với một lượng nhỏ thuốc kháng sinh tiêu chuẩn. 2. Hỗ trợ quá trình nhận thức và phát triển của não bộ. Trong quả trứng cá có các hợp chất flavonoid. Theo một nghiên cứu, thực phẩm giàu flavonoid sẽ giúp cho quá trình nhận thức được tốt hơn và hỗ trợ sự phát triển của não bộ. Nếu chúng ta thường xuyên ăn quả trứng cá cùng với các loại thực phẩm chứa flavonoid sẽ cực kỳ tốt cho quá trình nhận thức, đặc biệt ở những người lớn có sự suy giảm trí nhớ nhẹ cũng như những người có bệnh thoái hóa thần kinh. 3. Chống viêm. Một đặc tính khác của quả trứng cá là chống viêm với tác dụng làm giảm sưng. Có rất nhiều thuốc chống viêm nhưng hầu hết các loại trái cây đều có đặc tính chống viêm tương tự như loại thuốc này. 4. Ngăn ngừa ung thư. Trong quả trứng cá cũng có một số flavonoid, một loại sắc tố sinh học, các hoạt tính ức chế của các loại vi khuẩn sinh vật gây ra bệnh, hiệu quả để chống lại các căn bệnh ung thư. Ngoài việc ăn quả, bạn cũng có thể sử dụng lá và cành cây để ngăn ngừa sự phát triển của một số loại bệnh ung thư nhất định. Trên đây là một số lợi ích của quả trứng cá. Nhìn chung, không chỉ quả trứng cá, mà hầu hết các loại trái cây đều tốt cho sức khỏe con người. Nếu một ngày bạn dạo chơi trên phố và bắt gặp quả trứng cá chín mọng, vậy hãy thưởng thức món quà của tự nhiên này nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng quý từ cây tầm bốt. Tầm bốt là cây dài, mọc nhiều ở Việt Nam. Quả tầm bốt có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu đờm mà không phải ai cũng biết. Cây tầm bốt còn gọi là cây lòng đèn hay cây thù lù canh. Tên khoa học là Physalis angulata, thuộc họ cà, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, sau trở thành liên nhiệt đới. Đặc điểm của cây tầm bốt: cây mọc hoang trên khắp nơi, ở trên các bờ ruộng, bãi cỏ, đất hoang, hai bên ven đường đi ở các làng quê. Cũng nhìn thấy cả ở ven rừng, từ vùng thấp đến vùng có độ cao từ 1.500m so với mặt nước biển. Là loại cây thảo, cao 50-90cm, nhiều cành. Thân cây có gốc, thường rũ xuống, lá mọc xo le, hình bầu dục, chia thùy hoặc không. Dài 30-35mm, rộng 20-40mm, cuống lá dài từ 15-30mm. Quả mọng tròn, nhẵn, lúc non màu xanh, khi chín màu đỏ, có đài cùng lớn với quả. Đài 3-4cm, rộng 2cm, bao trùm trên ở ngoài như cái túi, hạt nhiều hình thận. Cây ra hoa kết quả quanh năm, có thể sử dụng cả cây để làm thuốc. Có tên dược là Hepa Physalis angulata. Công dụng và cách dùng. Đông y cho rằng toàn cây tầm bốt có vị đắng, tính mát, không độc, có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, khu đàm, trị khái, nhiễm kiên tán kết. Quả tầm bốt có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, chữa trị các chứng bệnh như cảm sốt, yết hầu sưng đau, ho nhiều đờm, nhiệt, non nấc. Đắp ngòi trị đinh san, rễ tươi nấu với lợn tim và chu sa ăn trị bệnh đái tháo đường. Ở Ấn Độ, người ta còn sử dụng toàn cây tầm bốt làm thuốc lợi tiểu. Lá cây tầm bốt được sử dụng trị chứng rối loạn của dạ dày nên cũng có người ăn thay rau hàng ngày. Tuy hơi đắng nhưng vị thanh mát, lá cây tầm bốt có thể chế biến thành nhiều món như nấu canh, luộc hay xào. Các bài thuốc từ cây tầm bốt: trị nhọc vú, đinh độc. Dùng 40-80g cây tươi, giã vắt lấy nước uống. Bã thì dùng đắp hoặc nấu nước rửa vết thương đau hàng ngày. Dùng trị viêm họng, khan tiếng, ho khan, ho có đờm đặc, trị tiểu ít, ban đỏ, thủy đầu, bệnh tay chân miệng, cúm da cầm. Dùng 15-30g cây tầm bốt khô, tươi từ 50-100g, sắc uống trong ngày, dùng 3-5 ngày liền. Trị đái tháo đường: rễ cây tầm bốt tươi 20-30g, nấu với tim lợn và chu sa, cách một ngày dùng một lần, uống từ 5-7 ngày.
cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cọt sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được, và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm. Bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mất cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội. Nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản: chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tận nhà chỉ cho bà nhé. 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô. Đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều. Để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng, sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên,
mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi bưởi có những phytochemica ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiên tỵ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plan for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.